quý vị đang đến với chương trình Hôm nay ta đẹp. Quý vị thân mến, với những số phát sóng của chương trình thì Bảo Anh thấy rằng là quý vị khán giả hay trông chờ xem tập thay đổi về diện mạo bên ngoài của những nhân vật may mắn của chương trình. Bởi vì muốn xem rằng là tuần trước thì nghe tâm sự rất là thấu hiểu nè, thì tuần sau không biết là qua bàn tay vàng phẫu thuật ngành thẩm mỹ là bác sĩ Long thì nhân vật may mắn được hỗ trợ 100% phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí sẽ có một cái sự thay đổi như thế nào. Thì thật ra đây là tâm lý chung thôi, ai cũng muốn xem cái sự thay đổi đó của người khác cả, trong đó có cả Bảo Anh nữa. Thế thì với nhân vật tuần trước của chúng ta là chị Hồng Diệu thì ở tuần này chị đã có sự thay đổi như thế nào? Lát nữa thì Bảo Anh sẽ bật mí cho quý vị. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh cũ của chị Hồng Diệu nha. Xin chào, mình tên là Nguyễn Hồng Diệu. Năm nay mình 35 tuổi, công việc của mình là tiếp thị. Trong nhà thì mấy chị em thì mũi ai cũng cao hết, là giống ba, mũi cao đẹp, nhưng mà có một mình là mũi hơi thấp. Như vậy tụi mình cũng thấy hơi tự ti. Mỗi lần ở trong nhà mà như em cháu là người nào mũi cao đẹp thì có mũi của mình thấp thôi, nên mình rất thích là có một cái mũi cao. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với sự thay đổi của chị Hồng Diệu là nhân vật của tuần trước quý vị nha. Đây là nhân vật Hồng Diệu của chúng ta. Chào chị. Chào Bảo Anh, chào khán giả. Cười rất là rạng rỡ, rất là vui luôn. Nhưng mà để chị Hồng Diệu ngày hôm nay tự tin ngồi đây nè, cười với quý vị nè, cho quý vị xem thấy sự thay đổi của chị, thì chúng ta cũng phải gặp gỡ với một người, đó chính là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ, cũng là giám đốc của viện thẩm mỹ bác sĩ Long, người đã trực tiếp tạo nên một cái dáng mũi đẹp cho nhân vật của chúng ta tuần này quý vị nha. Chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Bảo Anh, chào Hồng Diệu và chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Bác sĩ có nhớ cô gái mặc áo đỏ của chúng ta ở đây không ạ? Hồng Diệu nè. Chẳng lòng chứ, đúng không? Sau 3 tuần, hôm nay mình thấy cảm giác như thế nào? Dạ, em thấy rất là vui, tự tin hơn cái mũi mình với lại nó không còn đau nữa. Thật sự em nhìn em cũng không biết là mũi Hồng Diệu có sự thay đổi đâu, vì tưởng là mũi đẹp tự nhiên. Nhưng mà không biết là bác sĩ đã dùng cái tay nghề, cái phương pháp như thế nào để mà chỉnh sửa cái phần mũi cho bạn ạ? Thật sự thì Bảo Anh cũng như các bạn xem đài cũng thấy một cái sự thay đổi rất là ngoạn mục trên cái chiếc mũi này. Trước khi làm thì chúng ta có một cái đánh giá tổng thể là cái mũi này cũng nó hơi ngắn và cũng hơi thấp so với cái tỷ lệ chung. Do đó thì cái kế hoạch chúng ta là sẽ nâng lên và cũng kéo dài đầu mũi ra. Như hôm nay chúng ta thấy là cái kế hoạch đã được thực hiện và thực hiện một cách rất là xuất sắc. Dạ. Nên tạo nên một chiếc mũi mới cũng như một cái diện mạo mới đẹp hơn, nhìn cái gương mặt xinh xắn hơn nhiều. Dạ. Hồng Diệu ơi, hồi nãy thì nghe Hồng Diệu có nói là Hồng Diệu rất là vui, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài cái điều vui đó ra, bây giờ có được một cái chiếc mũi mới thì Hồng Diệu hài lòng như thế nào về nó? Mình thấy rất là hài lòng, tại vì thấy nó tự nhiên nữa. Với bạn bè gặp cũng hay nói là mấy bạn không biết là mình sửa mũi rồi, thì người thân quen gặp thường mới biết thôi, thì mọi người nó khen là sửa rất là tự nhiên. Thì sau khi sửa mũi thì nhìn thấy đẹp hơn và hài lòng hơn. Có biết mình đẹp hơn điểm nào không? Dạ, nhìn cái mũi này nè, nó làm cho gương mặt khác đi nhiều. Sáng hơn, dạ, vì rồi. Nó nằm ngay vị trí trung tâm mà. Nhưng mà sửa mũi thấy là rất là nhiều người sửa mũi đúng không ạ? Nhưng mà đâu phải là ai sửa nên cũng đẹp. Chính xác. Dạ, và có được một cái mũi nó hợp với cái người mà muốn có nhu cầu sửa mũi nó lại càng rất là khó. Thì bác sĩ chia sẻ như thế nào để tạo được cái dáng mũi đẹp cho nhân vật Hồng Diệu của chúng ta? Thì nâng mũi cũng như các phẫu thuật thẩm mỹ khác, nó là một ngành khoa học 50% và nghệ thuật có 50%, mỗi bên đóng góp phần nữa. Dạ. Nếu mà chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật chuẩn thì chúng ta làm nó an toàn. Nhưng nếu như nó có 50% nghệ thuật nữa thì chúng ta sẽ có một cái vẻ đẹp mới phù hợp với mình. Do đó cái vấn đề kỹ thuật và nghệ thuật phải đi một đôi với nhau để tạo nên những cái chiếc mũi, những cái gương mặt, những cái đôi mắt đẹp cho một cái gương mặt cụ thể nào đó. Một cái tổng thể đúng không ạ? Dạ. Thì cái trường hợp của Hồng Diệu cũng vậy. Trước khi làm thì chúng ta cần phải có một cái kế hoạch, một cái tính toán, cái sóng mũi này phải dài bao nhiêu, phần đầu cao bao nhiêu, phần gốc cao bao nhiêu, phần giữa bao nhiêu. Và chúng ta lấy sụn tay cũng vậy, chúng ta phải tính toán lấy bao nhiêu là vừa, không dư, không thừa, không thiếu. Phân tích
một cái chiếc mũi trước khi làm á, thì chúng ta phải phân tích một cái tổng thể, không chỉ là những cái phần trên chiếc mũi không, mà chúng ta còn phải quan sát toàn bộ gương mặt nữa, nó phải khớp với nhau. Thì chúng ta thấy là hiện nay có một cái sống mũi rất là thanh thoát, rất là mềm mại. Khi mà chúng ta nhìn nghiêng, chúng ta thấy nó có một cái độ lượng rất là mềm mại. Dạ đúng rồi. Đó, chứ nó không có bị đơ. Giống như là có những người sau khi nâng cái mũi xong nhìn cái mặt rất là đơ. Chúng ta thấy là cái mũi của Hồng Diệu nó có những cái đường lượng rất là mềm mại. Thì đó là giống như Hồng Diệu mới vừa chia sẻ là có nhiều người không có biết là mình làm mũi, đúng không? Trong đó có em nè. Tưởng là đây là cái chiếc mũi tự nhiên chúng ta có. Thì cái nghệ thuật nó nằm ở chỗ là chúng ta nâng một cái chiếc mũi đẹp, nhưng người khác nhìn vào không biết đó là cái mũi nào, mà tưởng là cái mũi thật, thì cái đó gọi là thẩm mỹ đỉnh cao. Đó, Hồng Diệu có thấy hay không? Nhưng mà hình như là lúc làm mũi thì mình chỉ gây tê, cho nên là Hồng Diệu cũng biết được cả quá trình bác sĩ làm như thế nào mà. Hỏi thật nha, Hồng Diệu lúc đầu có sợ đau không? Rồi lúc làm mình có thấy đau không? Sợ đau lắm rồi. Lúc lên là lên bàn để mà làm đó rất là sợ, rung luôn hả? Rung lắm, muốn đúng không? Có đi với ai không? Có được mình à, lúc làm thì có cảm giác biết làm thôi nhưng mà không có đau. Sau đó thì về thì buổi tối thì nó chỉ ê một đêm nữa thôi là không đau nữa. Nhưng mà quan trọng là như thế này, tại vì câu chuyện của Hồng Diệu á, ở gia đình nó có gen, ai cũng gen mũi cao, tự nhiên tới cái cô này cái nó lặn xuống thành mũi thấp, phải không ạ? Thế thì người nhà của bạn nói như thế nào ạ? Người nhà nói là sợ gan quá dám đi đụng tới dao kéo, nhưng mà nói là không có đau, với làm thấy đơn giản nữa. Rồi mấy anh chị em trong gia đình sao? So sánh với mũi của họ. Thấy mũi mình đẹp hơn, cao hơn mọi người nữa. Mọi người nói là cái mũi mình có cao hơn, nhưng mà thấy tự nhiên, nó không có giống như là người ta hay sửa mà nó thẳng cao quá đó. Nhìn nó tự nhiên. Nói chung là mấy, nhất là mấy bạn đi làm ai cũng, nói chung mọi người nào nhìn cũng nói là mới sửa mũi hả, nhìn đẹp quá, mà nhìn tự nhiên ghê, ai cũng nói là rất tự nhiên. Rồi bây giờ ngồi đây nè, mình đã trải qua một cái điều chỉnh về mũi với lại bác sĩ Long rồi, về nhà cũng được 3 tuần rồi, thì tới thời điểm này mình có một cái băn khoăn, một cái thắc mắc, một cái điều gì muốn chia sẻ thêm với bác sĩ không ạ? Dạ em muốn hỏi bác sĩ là mũi như vậy là vĩnh viễn luôn không? Đương nhiên là vĩnh viễn rồi em. Từ ngày phẫu thuật tới đây là được 3 tuần rồi, em cũng kiêng ăn uống chứ không có đụng tới mũi. Vậy là bao lâu nữa là em có thể đụng chạm mũi như bình thường, giống như lúc chưa phẫu thuật? Trung bình khoảng 1 tháng thì chúng ta mọi sinh hoạt gần như là bình thường. Em có thể va chạm, đụng chạm nhẹ giống như là những cái sinh hoạt bình thường, rửa mặt, lau mặt, thậm chí là có thể di động nhẹ nhẹ, cái mũi vẫn ok, không có sao hết. Tầm khoảng chừng 3 tháng thì những cái va chạm mạnh hơn là cho phép luôn. Tức là em có thể bẻ qua bẻ lại được luôn, không thành vấn đề gì cả nha. Còn vấn đề kiêng ăn cũng vậy, thì khoảng chừng 4 tuần, 1 tháng gì đó thì em cũng không cần kiêng nữa đâu. Ăn lại thoải mái rồi. Rồi bữa giờ cuộc sống của mình có nhiều niềm vui mới không hả? Thì mỗi ngày thức dậy mình cảm thấy là mình rất là thích. Mình đầu tiên là mình dòm cái mũi mình trước, xong rồi mỗi ngày đi làm á, bạn bè hay là những người làm chung á, ai cũng hỏi khen mũi mình đẹp, mình cảm thấy rất là thoải mái. Và đặc biệt mấy lúc này gần đây mình buôn bán, mình cảm thấy là có đông khách hàng hơn. Các bạn cứ ghẹo nói trời ơi sửa mũi xong lên luôn nha. Dạ em cảm ơn bác sĩ, tại vì cái mơ ước nâng mũi của em đã có rất là lâu rồi nhưng mà em chưa thực hiện được, nên hôm nay là được gặp dịp may cho nên em mới được bác sĩ nâng mũi. Dạ cảm ơn rất nhiều. Rồi chúc mừng em. Chúc mừng bạn Hồng Diệu nha, và chúc cho bạn luôn luôn là cảm thấy vui vẻ như bây giờ nè, yêu đời, làm việc tốt, luôn luôn tự tin, và sẽ có những cái điều thật là tươi mới trong cuộc sống sẽ đến với mình. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ, cũng như là viện thẩm mỹ bác sĩ Long luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Hôm Nay Ta Đẹp, để có thể mang đến những cái diện mạo thay đổi ngoại mục như thế này cho các nhân vật mỗi tuần của chúng ta. Quý vị khán giả thân mến, nếu như mà quý vị cũng yêu thích chương trình thì đón xem vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 quý vị nha. Và nếu như quý vị muốn trở thành nhân vật may mắn được hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ 100% miễn phí, thì quý vị sẽ gửi những cái chia sẻ của mình về fanpage Hôm Nay Ta Đẹp
hoặc là liên hệ trực tiếp với viện thẩm mỹ bác sĩ Long ở địa chỉ là 518 đường Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi đến số điện thoại hotline 0903 725 525. Đến đây thì Bảo Anh xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.